Thời gian qua, cùng với dịch tả lợn châu Phi, dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều đáng nói là lần này xuất hiện cả hai loại cúm gia cầm là H5N1 và H5N6, đều có mức độ lây lan mạnh và có thể lây sang người. Với diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục lan rộng của dịch cúm gia cầm đòi hỏi sự chủ động ngăn chặn mối nguy từ dịch bệnh này. Đối với gia cầm là có rất nhiều bệnh như là bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, bệnh Gumboro, bệnh Newcastle và nhiều bệnh khác. Trong đó đặc biệt là đối với bệnh cúm gia cầm thể độc cao thì gây chết rất nhiều và nó nguy hiểm hơn nữa là truyền lây bệnh sang người. Diễn biến thời tiết năm 2020 quý 1 quý 2 rất phức tạp. Năm nay lại có nhuận 2 tháng 4. Do đó là diễn biến thời tiết này cực kỳ phù hợp với các cái loại bệnh, nhất là bệnh trên gia cầm, nhất là họ H1N1. Thời gian qua, cả nước đã xuất hiện 37 ổ dịch cúm gia cầm, bao gồm 32 ổ dịch do H5N6 gây ra và 5 ổ dịch H5N1. Số lượng gia cầm bị tiêu hủy đã lên tới 138.000. Tất cả các ổ dịch đều xảy ra tại các hộ chăn nuôi có đàn gia cầm chưa được tiêm phòng. Khi mà có các cái ổ dịch này, thì chính quyền cũng như các cái cơ quan chuyên môn của các địa phương đã tổ chức là xử lý tiêu hủy toàn bộ cái đàn gia cầm bị mắc bệnh. Thì đến nay thì tất cả các cái ổ dịch này là chưa thấy có cái hiện tượng là lây lan diện rộng. Song song cái việc tiêu hủy cái đàn đó thì cũng đã thực hiện cái việc thứ nhất là vệ sinh và phun thuốc sát trùng cũng như sử dụng vôi bột để sát trùng. Cái thứ hai đấy là lập các cái biển cảnh báo để khoanh cái vùng ổ dịch đó. Cái thứ ba là thực hiện cái việc là tiêm phòng bao vây cái đàn gia cầm nằm trong cái phạm vi ổ dịch đó cũng như là các cái đàn gia cầm ở tại các cái địa phương mà có cái nguy cơ cao. Cúm gia cầm là bệnh có nguy cơ cao khiến đàn gia cầm bị chết, người chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, người chăn nuôi hoàn toàn có thể phòng chống. Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, để thực hiện tốt việc phòng chống cúm gia cầm thì ngoài việc bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học thì tiêm vaccine đầy đủ cho gia cầm là vấn đề quyết định. Là một trong những địa phương có tổng đàn gà lớn nhất cả nước, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm bùng phát. Xác định chăn nuôi gà là nghề chính, tạo thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời góp phần quyết định đến giá trị gia tăng trong phát triển kinh tế địa phương. Do đó, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm luôn được tuân thủ thực hiện. Truyền thông để cho các hộ dân nắm được cái tác hại cũng như đặc biệt là cái quy trình phòng bệnh đối với lại cái bệnh này. Thứ hai nữa là cái chuyển giao khoa học kỹ thuật thì huyện đã chỉ đạo hệ thống cán bộ trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn hệ thống thú y cơ sở tăng cường cái tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi. Cái thứ ba là tập trung thực hiện tốt cái việc vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường. Gia đình ông Nguyễn Xuân Hiếu ở thôn Đề Thám, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã chăn nuôi gia cầm từ nhiều năm nay. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Do đó, gia đình ông luôn tuân thủ các khâu phòng chống dịch trên gia cầm. Trước khi vào đàn mới, ông đã vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giải trấu cho đàn gà và đặc biệt là tiến hành tiêm vaccine để phòng chống dịch cúm gia cầm. Mùa này chúng tôi thứ nhất là phải chủng đầy đủ tất cả các loại vaccine để nâng cái thể trạng và khả năng kháng bệnh của con vật. Cái thứ hai là thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng để nó không có môi trường không có môi trường cho con virus nó phát triển thì chúng tôi sẽ phòng chống được dịch. Đối với đàn gà thả đồi của Yên Thế thì cái quy trình sử dụng vaccine rất là nghiêm ngặt. Một ngày tuổi đã phải tiêm vaccine Marek rồi. Sau đó là từ 2 đến 3 ngày tuổi đã dùng vaccine cầu trùng. Thế và 5 đến 6 ngày tuổi lại dùng vaccine NDIB. Là phòng hai bệnh Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm. Đến 8 ngày tuổi người ta lại phải chủng đậu. 10 ngày tuổi là dùng vaccine Gumboro. Xong đến 12 ngày tuổi thì dùng vaccine hội chứng sưng phù đầu. Đến 18-20 ngày thì dùng vaccine NDIB lần 2. 24 ngày là dùng vaccine Gumboro lần 2. Và khoảng 28-30 ngày dùng vaccine ILT để phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm. Còn tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang,
Tuy là địa phương có tổng đàn gia cầm không lớn, song do chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát khá nhiều, nên những năm qua, việc phát sinh một số ổ dịch cúm gia cầm quy mô nhỏ vẫn xảy ra. Do vậy, việc tổ chức tiêm phòng cũng như phun hóa chất tiêu độc khử trùng liên tục được triển khai thực hiện. Đối với huyện Yên Dũng thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện là có những cái phương án phòng chống dịch, xây dựng các phương án phòng chống dịch và xây dựng các cái kế hoạch và tiêu độc khử trùng trong cái tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng do tỉnh phát động. Thì đến tại thời điểm này thì là 100% các xã, thị trấn thì đã ra quân trong tiêu độc khử trùng. Hiện tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khoảng 17 triệu 800.000 con. Nếu dịch cúm gia cầm bùng phát sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập cũng như an toàn sức khỏe cho người dân. Xác định tính chất cấp bách của vấn đề, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cúm gia cầm để tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng chuồng trại. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phát cho các huyện, thành phố tổng số lượng hóa chất hiện nay tỉnh đã cấp phát là 8.900 lít cho các huyện triển khai thực hiện. Đồng thời là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện là bố trí cái nguồn kinh phí ngoài để mua hóa chất cũng như là mua vôi bột để triển khai thực hiện ngoài cái nguồn hỗ trợ của tỉnh, và chỉ đạo các xã, mỗi một xã là mua dự trù 10 tấn vôi, mỗi một trang trại là dự trù 1 tấn vôi, ngoài ra thì còn có mua những cái vật tư khác như là hóa chất để thực hiện triển khai thực hiện. Hiện nước ta đã sản xuất ra được vaccine phòng chống cúm gia cầm, nên việc thực hiện phòng chống dịch bằng phương pháp tiêm chủng là điều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện tốt. Hiện nay chúng ta là có tổng cộng 14 loại vaccine cúm gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam. Về nguyên tắc và về chất lượng mà nói thì tất cả các vaccine khi mà đã được Cục Thú y cấp phép lưu hành là đều có hiệu lực hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh dễ lây lan đó chính là thói quen giết mổ gia cầm sống, không bảo đảm vệ sinh ở nhiều khu chợ truyền thống. Mô hình giết mổ gia cầm tập trung của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Gia cầm trước khi đưa vào khu giết mổ được lựa chọn để bảo đảm đó là những con gia cầm khỏe mạnh, được kiểm dịch chặt chẽ. Với quy trình giết mổ tập trung khép kín này đã đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng bảo đảm. Gà thịt mổ thì đều được cắt tiết rồi, có máy quay, máy vặt lông. Nên là công nhân làm cũng nhàn hơn. Sau đó em đã rửa sạch, sẽ đóng gói và cho để ráo nước này. Xong cho vào máy sục uron để sục hết những cái bẩn chất cặn bã ở trong con gà. Và cuối cùng là cho vào đóng gói. Đóng gói thì sản phẩm thì có tem mác, có nguồn truy xuất nguồn gốc để đảm bảo được cho khách hàng cái nguồn lợi, quyền lợi của mình. Đấy là biết được gà sạch và nó bắt nguồn gốc ở từ đâu. Cơ sở giết mổ tập trung mới có 434 cơ sở nói chung, thế còn tới 27.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Thế và 2020 luật chăn nuôi ra đời cùng với những cái quy định của luật thú y thì chúng ta sẽ tạo một cái hành lang pháp lý để những cơ sở giết mổ như thế này phát triển. Có cơ sở giết mổ như thế này gắn vùng nguyên liệu thì chúng ta có một cái sản phẩm vừa phát triển bền vững mà vừa nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Hai cái yếu tố này rất quan trọng cả thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Bên cạnh việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thì việc bảo đảm lưu thông các sản phẩm gia cầm và kiểm dịch thú y cũng được tỉnh Bắc Giang triển khai chặt chẽ. Với phương châm kiểm soát tận gốc các sản phẩm gia cầm, qua đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông sản phẩm mỗi ngày. Chợ đầu mối tiêu thụ sản phẩm gia cầm thuộc địa bàn xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, xe vận chuyển gia cầm liên tục đến và đi. Dù mọi hoạt động diễn ra hết sức nhanh chóng và sôi động, song công tác kiểm dịch thú y luôn được thực hiện một cách chặt chẽ, bài bản. Đầu tiên là phải cử cán bộ đến là kiểm tra nguồn gốc động vật xuất phát từ đâu. Nếu mà xuất phát từ trong tỉnh thì phải có giấy chứng nhận tiêm phòng. Mà xuất phát từ ngoài tỉnh thì phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Thì sau đó chúng tôi kiểm tra lâm sàng các cái đàn gà trở về và các địa phương khác mang về Bắc Giang và địa phương Bắc Giang mang về đây để tiêu thụ. Sau đó chúng tôi kiểm tra trước khi kiểm tra các cái
lâm sàng và sức khỏe và kiểm tra các thủ tục về hồ sơ kiểm dịch, và chúng tôi thực hiện quy trình kiểm dịch để xuất đi các tỉnh, trong tỉnh và ngoài tỉnh để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Chợ đầu mối kinh doanh buôn bán các sản phẩm gà trên địa bàn huyện Tân Yên diễn ra tại 3 xã Cao Xá, Liên Sơn, Tân Trung và thị trấn Cao Thượng. Với 170 hộ kinh doanh các sản phẩm gà, bình quân mỗi tháng tại đây tiêu thụ hơn 2 triệu con gà, tương đương hơn 4.200 tấn thịt gà. Với số lượng tiêu thụ và lưu thông mỗi ngày rất lớn, do đó công tác kiểm soát, giám sát dịch bệnh và đặc biệt là công tác kiểm dịch thú y luôn được thực hiện chặt chẽ. Điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm gia cầm, nhất là trong thời điểm các tỉnh khác đang xuất hiện dịch. Về kiểm dịch và thú y thì nó cũng chặt chẽ, cho nên người dân mà các tỉnh khác đến đây để lấy hàng đi thì cũng an toàn và rất là yên tâm về con gà ở đây để xuất xứ đi nơi khác. Giám sát thì bên thú y thì làm tốt, thì tôi lấy về thì hàng hóa cũng đảm bảo, thì tôi bán cho bà con thì nó cũng yên tâm. Chi cục đã thành lập 6 cái tổ kiểm dịch ở trên địa bàn toàn tỉnh. Các kiểm dịch viên của các tổ kiểm dịch là thường xuyên là thực hiện cái nhiệm vụ là giám sát dịch bệnh và hai kiểm tra chặt chẽ cái tình hình lưu thông với các cái đàn gà, và hai là sẽ tổ chức tốt các nhiệm vụ là giám sát dịch bệnh và hai là giám sát các cái điều kiện cần thiết nhất để đảm bảo được cái sản phẩm của tỉnh ta xuất ra tỉnh là đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp trên cả nước, trong đó 3 tỉnh giáp danh đều có dịch, thì công tác kiểm soát, kiểm dịch tận gốc các sản phẩm gia cầm sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh và tạo điều kiện cho các sản phẩm gia cầm của Bắc Giang tiêu thụ thuận lợi hơn. Xã Xuân Lương được mệnh danh là vựa chè của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, với hơn 300 hectare trồng chè. Với lợi thế địa hình vùng đồi gò, cộng với khí hậu mát mẻ của vùng cao, nên cây chè phát triển tốt, người dân thu hoạch 9 đến 10 vụ một năm, trung bình gần 10 tấn một hectare. Chè bản ven có đặc điểm khác với chè nơi khác, lá to, búp xanh hơn những giống thường thấy ở Trung Du, do chất lượng chè thơm ngon, năng suất tốt. Khi pha nước mang đậm hương thơm, nước xanh không bị đóng váng. Năm 2013, chè bản ven đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu chè xanh bản ven và đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường. Khi mà chưa đăng ký nhãn hiệu chè xanh bản ven ấy, thì cơ bản là các sản phẩm thì bà con là bán cho các thương lái hay buôn đến thu gom. Chứ còn nhưng mà từ khi có cái thương hiệu này rồi thì được người tiêu dùng ở trong nước cũng như là quốc tế rất là tin tưởng. Hiện chè bản ven được xuất bán trong địa bàn tỉnh và các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh với mức giá từ 200 đến 500 nghìn đồng một kg. Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021 với tổng kinh phí thực hiện gần 11,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của các doanh nghiệp và hợp tác xã. Đề án đã duy trì và phát triển 4 sản phẩm là vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, chè bản ven và mì chũ đã đạt tiêu chuẩn nông sản hàng hóa cấp tỉnh. Hội đồng dân tỉnh đã ban hành một nghị quyết riêng để hỗ trợ các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Thế và có một nghị quyết về hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó thì đã có cơ chế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ mà các trang trại mà xây dựng cái thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đến 200 triệu một hợp tác xã. Tỉnh Bắc Giang còn rất chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối mở rộng thị trường, thực hiện nhiều dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm đưa nông đặc sản của tỉnh thuận lợi đến tay người tiêu dùng.